Xin kính chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh News. Nội dung hôm nay, cháy rừng tại Hàn Quốc hơn 4.000 người phải sơ tán gấp. Theo trang Yonhap đưa tin, vụ cháy xảy ra ở phía đông tỉnh Gangneung vào tối thứ Năm, sau lan sang thành phố nghỉ mát ven biển Sacho, ngọn lửa quét qua và thiêu rụi diện tích khoảng 385 hecta, 310 ngôi nhà, nhà kho và các tòa nhà khác. Vụ cháy rừng lớn ở Hàn Quốc đã cướp đi sinh mạng một người, khiến 11 người khác bị thương, buộc hơn 4.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Trong ngày hôm nay, 52 trường học phải đóng cửa do ảnh hưởng từ đám cháy rừng. Hỏa hoạn bùng phát tối 4 tháng 4 từ một ngọn núi gần vùng bờ biển phía đông bắc Hàn Quốc. Ngọn lửa được cho là xuất phát từ ven đường tại thị trấn Gangneung, thuộc tỉnh Gangneung, cách thủ đô Seoul 160 km. Sau đó, gió mạnh khiến lửa lan nhanh về phía nam ra các khu vực lân cận và bao trùm các vùng Sacho, Gangneung và Donghae. Giới chức địa phương đánh giá thiệt hại do vụ hỏa hoạn này ở mức chưa từng có. Tổng thống Moon Jae-in ngay lập tức yêu cầu cho các cơ quan có liên quan sử dụng tất cả các biện pháp có sẵn để đối phó với đám cháy. Cơ quan cứu hỏa quốc gia Hàn Quốc đã yêu cầu tất cả các trụ sở cứu hỏa tại các khu vực trọng yếu gồm Seoul, Incheon, Sejong, Daejeon và Jeon ghi điều xe cứu hỏa tới thị trấn biên giới Gangneung trong đêm để hỗ trợ dập lửa và ngăn chặn cháy lan. Để khống chế đám cháy, chính phủ Hàn Quốc đã huy động 45 trực thăng, 77 xe chữa cháy và 13.000 nhân viên cứu hỏa. Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do gió mạnh và đám cháy xảy ra trên diện rộng. Hiện vẫn chưa rõ khi nào ngọn lửa có thể được kiểm soát. Với những cơn gió được dự đoán sẽ vẫn mạnh cho đến trưa 5-4, các chuyên gia cho biết lính cứu hỏa phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn, với độ ẩm của khu vực rất thấp, chỉ khoảng 20%. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin. Suy nghĩ của các bạn như thế nào? Hãy comment bên dưới movie. Đừng quên like và sub để theo dõi video mới nhất. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong bản tin kế tiếp.